Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 21 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nắng hanh vẫn là trạng thái thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành miền Bắc trong hôm nay và ngày mai. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều nay sẽ dao động từ 25 đến 28 độ, khu vực Tây Bắc thì có nơi đạt 28 đến 31 độ. Dự báo trong ngày mai, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ vẫn chưa có thay đổi và phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ duy trì ở ngưỡng 26 đến 29 độ, có nơi thì cao hơn 29 độ. Tuy nhiên từ khoảng đêm mai sang ngày 23 tháng 12, khi mà khối không khí lạnh được tăng cường trở lại thì sẽ gây mưa rải rác cho khu vực này. Sang ngày 24, mưa giảm, nhưng do bị chi phối bởi khối không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn ở mức thấp. Trời chuyển rét vào ngày 23 và ngày 24 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là 15 đến 18 độ. Còn về trưa chiều thì mức nhiệt cao nhất đạt khoảng 22 đến 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc thì cao hơn, có nơi 26 đến 28 độ. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, thời tiết trong ngày mai vẫn còn khô ráo, mưa chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi, ban ngày trời nắng với nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều sẽ dao động từ 26 đến 30 độ ở phần phía Bắc và 29 đến 32 độ ở khu vực phía Nam của đèo Hải Vân. Tuy nhiên, từ ngày 23 và ngày 24 tháng 12, cùng với quá trình tăng cường của khối không khí lạnh nên gió Đông Bắc dồn xuống, kết hợp với điều kiện địa hình sẽ gây ra tình trạng mưa trên diện rộng cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, có nơi xuất hiện mưa vừa và dông. Trong cơn dông thì bà con cần chú ý hiện tượng cực đoan nguy hiểm như là tố, lốc và cả gió giật mạnh. Còn ở phía Nam, sau những ngày có xáo trộn về thời tiết thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã quay trở lại trạng thái vốn có của những ngày mùa khô tại khu vực này. Dự báo trong khoảng 3 ngày sắp tới thì ban ngày trời đều không có mưa, ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Riêng đối với các tỉnh Nam Bộ thì khả năng từ ngày 24 trở đi sẽ xuất hiện mưa dông dưới diện rải rác vào thời điểm chiều tối. Bà con cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 22 đến ngày 24 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm 22 đến ngày 23 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 23 đến ngày 24 trời rét, nhiệt độ trưa chiều mai dao động từ 26 đến 29 độ, sau đó sẽ giảm dần đến ngày 24 dao động ở mức 23 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 22 đến ngày 24 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm 22 đến ngày 23 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 23 đến ngày 24 trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 26 đến 29 độ và hai ngày sau đó nhiệt độ không vượt quá 25 độ. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 22 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Ngày 23 và ngày 24 có mưa, có nơi mưa vừa và dông, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ trưa chiều sẽ giảm xuống mức 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 22 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 23 và ngày 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ ban trưa và đầu giờ chiều sẽ dao động từ 28 đến 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, trong ngày 22 và ngày 23, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Sang ngày 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ 29 đến 33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, từ đêm 22 đến ngày 24 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng đêm 22 đến ngày 23 thì sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 23 đến ngày 24 trời rét. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 26 đến 29 độ và hai ngày sau đó sẽ không vượt quá 25 độ. Trên biển, do không khí lạnh được tăng cường nên trên khu vực Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, từ đêm mai, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6. Riêng khu vực Đông Bắc thì có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, mưa phổ biến ở diện vài nơi, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, khả năng xuất hiện nhiễu động nhiệt đới từ phía đông di chuyển vào sẽ gây mưa dông,
kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nên tàu thuyền cần hết sức lưu ý đề phòng. Bản tin thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.